Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Vâng, bây giờ đang là buổi tối của ngày 24 tháng 9 năm 2020. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục làm video clip giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc bộ sản phẩm đó là Hoành Phi Câu Đối bằng chất liệu gỗ vụn đã được sơn son thép vàng theo yêu cầu của khách hàng ở Hải Phòng. Thì bộ Hoành Phi Câu Đối này có kích thước là dài 2,2 m vào số đẹp là 2,17 m. Thì câu đối là rộng 40, hàng liền khối. Hàng này là hàng VIP của chúng tôi. Hàng rộng 40 liền khối, dài 2,17 m. Và mỗi câu đối chúng tôi chạm 11 chữ nho. Bên trên thì chúng tôi chạm rơi rơi ngậm đồng tiền. Và phía dưới thì chúng tôi chạm lẵng hoa. Hoành phi cũng có kích thước là dài 2,17 m, rộng 6,7 m. Trong clip trước tôi đã giới thiệu về phần mộc. Trong clip này chúng tôi giới thiệu phần sơn son thép vàng hoàn thiện đã xong và chữ là sơn then, tức là sơn màu đen theo với lối cổ của các cụ ngày xưa. Quý khách có thể xem video mộc ở cuối clip này, chúng tôi sẽ ghim cái link để cho quý vị tiện theo dõi. Và trong clip này quý khách có thể xem thêm bộ chữ là chúng tôi làm nền trơn và nền được sơn đỏ. Và bộ chúng tôi đang giới thiệu là bộ nền gấm sơn thép vàng và sơn son ở phần diềm. Phần diềm thì chúng tôi chạm lá tây và toàn bộ cái bộ chữ nho là được khách hàng yêu cầu đưa ra. Khách hàng đã gửi qua số 0986 883349. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cái cụ thể từng sản phẩm một. Câu đối lòng mo thì thường nó có giá, nếu là liền thì có giá thành đắt hơn là câu đối lòng mo ghép. Và đây cũng là bộ Hoành Phi Câu Đối hàng VIP của chúng tôi, sẽ được kê vào nhà thờ. Và bộ này thì khách hàng sẽ có xe về, chúng tôi sẽ không phải đi bàn giao lắp đặt mà khách hàng có xe nhà về lấy. Thì cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành cũng nhận vận chuyển lắp đặt bàn giao trên toàn quốc. Quý khách chỉ cần liên hệ về hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684 thì chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí cho quý vị. Chúng tôi sẽ chia sẻ tất cả các cái quy trình làm về Hoành Phi Câu Đối trên trang mạng xã hội YouTube tại địa chỉ kênh Đồ Gỗ Hiền Lành. Và các bạn đang xem đây là những cái bức cuốn thư của chúng tôi chuẩn bị đi vào lắp ghép và có kích thước là dài 2,60 m, rộng 1,27 m, được làm bằng chất liệu gỗ mita, cũng được sơn son thép vàng. Chúng tôi làm cho nhà chùa. Toàn bộ là 7 bức, trong clip sau chúng tôi sẽ giới thiệu. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để cập nhật các cái video mới nhất về đồ thờ cúng. Chúng tôi cũng muốn gửi tới tất cả các khách hàng đã và đang đam mê đồ thờ cúng tâm linh. Quý khách có thể xem tất cả các quy trình tại kênh Đồ Gỗ Hiền Lành. Chúng tôi sẽ quay các clip từ A tới Z cho quý vị tiện theo dõi. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất. Quý vị thấy hay thì quý vị hãy like và chia sẻ các cái video clip của chúng tôi. Một lần nữa chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại bộ Hoành Phi dài 2,2 m của khách hàng Hải Phòng. Câu đối chúng tôi làm 11 chữ nho và Hoành Phi thì chúng tôi làm 4 chữ. Và các cái bộ chữ này quý khách có thể tham khảo như Ẩm Hà Tư Nguyên, Lưu Phúc Lưu Ân, Vạn Cổ Trường Sinh hay là Vạn Cổ Trường Xuân, Vạn Cổ Anh Linh. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý khách trong các cái video tiếp theo. Xin cảm ơn.